Thưa quý ông bà anh chị em, nếu tôi có mấy đứa cháu nhà ngoại rất nhỏ xíu, đứa 5 tuổi, 4 tuổi, 3 tuổi, một đứa 1 tuổi rưỡi. Thường đó là như bắt tất cả mọi người khi mà chơi với con đít thì cái chữ mà mình biết như vậy là mình cứ hỏi hoài, do you love me? Con có thương ông, thương bà hay không? Thường là chúng ta hỏi câu đó. Và quý vị biết là thường là nó trả lời là yes, I love you. Nhưng mà cái chữ tiếp theo mà chúng tôi cũng thường hay hỏi đó là how much do you love me? Con thương ông bao nhiêu, thương bà bao nhiêu? Tôi muốn quý ông bà anh chị em thử việc đó trong buổi sáng hôm nay. Tại đây một số những người là couple ngồi gần nhau đó. Can you do this? Bây giờ mình làm thế này để nó dễ hơn. Các cô, các bà đó hỏi ông chồng mình đó, do you love me? Thử họ trả lời sao? Họ trả lời sao? Có ai hỏi không? Họ trả lời sao? Yes or no? Có ông nào dám trả lời no không? Yeah. Rồi bây giờ các bà hỏi thêm một câu nữa. How much? How much do you love me? Hỏi là how much? Hỏi là coi ông trả lời thế nào? Very much or how much? 99. Ok. Các người thì trả lời này. Bên cặp bên kia. How much? Không hỏi, không dám hỏi hả? Thực ra cái câu mà dễ trả lời do you love me right? Thì mình nói yes. Nhưng mà how much? Thì quý ông bà anh chị em sẽ trả lời thế nào? Cháu tôi đó, khi mà hỏi nó how much love me hồi đầu đó, hồi nó cùng mấy đứa còn nhỏ nhỏ, hồi nhỏ xíu thì nó trả lời $5. Sau này nó học cái số thêm cao hơn chút xíu nào, $100. Bây giờ đó nó học nhiều hơn nữa, vừa rồi đó nó bảo là $5,020. Tức là nó mượn một cái con số lớn nó nhất mà nó biết để có thể nói lên cái giá trị, cái mức độ của cái sự yêu thương của nó dành cho người khác. Cho nên nếu trong trường hợp mà có anh chồng nào mà bảo rằng, nói với vợ mình là I love you 99 đó, thì tôi nghĩ là 99 gì mới được, nó có 99 thôi mà, trong túi thì có nào là 99% đó. Thì để nói lên cái giá trị. Nhưng có nhiều trường hợp, có những điều giá trị không thể tính được bằng con số. Quý vị biết điều đó phải không? Mặc dù cháu tôi nó trả lời trillion, tức là hàng ngàn tỷ đi chăng nữa, thì cái con số nó không thể nói được cái giá trị liên quan đến tình yêu. Ở đời mọi điều đều có giá của nó, tất cả chúng ta đều biết điều đó. Nhưng mọi sự của nó đều được tính bằng một cái cách nào đó, nhưng không phải mọi sự đều có thể tính được bằng con số. Vậy thì cái điều mà tôi muốn chia sẻ với một quý ông bạn cho em buổi sáng hôm nay đó là, vậy thì cái sự cứu chuộc của Đức Chúa Trời mà chúng ta nhận đó thì giá bao nhiêu? Và đó là cái tựa đề của bài giảng của tôi trong buổi sáng hôm nay, để chúng ta nhận thấy rằng thế thì lấy cái con số nào để có thể làm điều này. Tôi lên trên mạng đó, trong mấy ngày qua tôi tìm được cái hình này, tôi không biết ban kỹ thuật bỏ lên giùm tôi được không. Cái hình này đó là Salvation only $14. Thế tôi không biết là ở đâu ra, có lẽ người ta cắt một cái hình của một cái t-shirt phải không? Có vẻ là như vậy, và bảo rằng Salvation only $14. Quý vị có tin điều này không? No, salvation của Đức Chúa Trời không phải $14. Thế thì bao nhiêu dollars? Cũng không thể nói là trillion dollars được. Rome đoạn 3 mà chúng ta sẽ học với nhau hôm nay. Rome đoạn 3 mà chúng ta sẽ học với nhau hôm nay, nếu các bạn có chị em có cơ hội đọc Rome đoạn 3 đó, thì từ đoạn 3 từ đầu trở đi đó, rất là nhiều câu hỏi, hàng chục câu hỏi Phaolô đặt câu hỏi ra. Và với những câu hỏi khi đặt ra như vậy thì ông trả lời từng câu hỏi một. Và mỗi câu hỏi ông trả lời đó là một phần chân lý mà Phaolô muốn trình bày cho những người tin Chúa, theo Chúa và thờ Chúa. Hôm nay tôi bắt chước cái cách của Phaolô một chút xíu để đặt ra một câu hỏi trong suy nghĩ của chúng ta liên quan đến sự cứu chuộc của Chúa.
Đó là vậy thì cái sự cứu chuộc của Chúa mà chúng ta nhận đáng giá bao nhiêu? Có nhiều người nghĩ rằng có lẽ lớn lắm cho nên thôi tôi dâng cho Chúa trăm vài trăm, ngàn vài ngàn. Thưa quý ông và chị em, trăm vài ngàn là cái lòng yêu thương, lòng biết ơn của chúng ta với Chúa, chứ không phải là giá trị của sự cứu chuộc. Cho nên điều đầu tiên chúng ta sẽ học với nhau liên quan đến Roma đoạn 3, chúng ta sẽ học từ câu 19 trở đi thay vì cả đoạn. Nhưng mà nếu các bạn chị em có cơ hội trở lại cả đoạn thì thầy sẽ thấy là rất là nhiều câu hỏi đặt ra, và mỗi câu hỏi như vậy nó là một cái, những câu trả lời cho mỗi câu hỏi là một cái ý nghĩa, là một cái chân lý mà mọi người phải biết. Vì vậy cho nên cái câu hỏi đầu tiên tôi đặt ra đó, như vậy nhân loại phạm tội, nhân loại đáng bị hình phạt thì có còn hy vọng gì hay không? Nếu các bạn chị em đã có cơ hội nghe lời giảng của tôi từ vài tuần trước, từ Roma đoạn 1 câu 18 trở đi, thì nhớ rằng trong Roma đoạn 1 câu 18 trở đi, ở phần cuối của đoạn 1, đó là cái lời lên án rất là mạnh mẽ và bảo rằng Đức Chúa Trời thạnh nộ đối với tội lỗi, đối với con người, đối với những người không thờ Chúa, đối với con người làm tự làm nhục bản thân của mình, và đối với con người đối xử một cách tàn ác đối với những người khác. Đó là trong phần cuối của đoạn 1. Rồi qua đoạn 2, chúng ta thấy đoạn tuần trước chúng ta học đó là Đức Chúa Trời cũng, những người Do Thái, những người có cúng kinh thánh, có kinh luật trong tay, nhưng mà Đức Chúa Trời bảo rằng tất cả những điều họ nói chỉ là nói nhưng họ không thực hiện được, và họ chỉ là những người bề ngoài, người giả hình, người nói vậy mà không phải vậy, người chỉ lấy những cái dấu hiệu bên ngoài, những cái lễ nghi bên ngoài để tự thỏa hiệp lương tâm mình, trong khi đó thực sự bề trong họ không phải là người của Đức Chúa Trời. Và vì vậy cho nên bắt đầu từ đoạn 3 trở đi thì ông nói tiếp rằng tất cả mọi người đều có thể phạm tội. Cho nên khi ông kết luận lại những một số các câu mà chúng ta sẽ thấy, nếu quý vị thấy ở trong Roma đoạn 3 câu 9 thì nói như thế này: thế nào, chúng ta có điều gì hơn chăng? Chẳng có, chúng ta đã tỏ ra rằng người Giu-đa và người Gê-rét, tức là người Giu-đa, người Do Thái và người ngoại đó, người không phải Do Thái đó, tất cả đều phục dưới quyền luật pháp. Cái chữ mà ở trong câu số 3, số 9 mà bảo rằng phục dưới quyền luật pháp, tức là nó giống như là một người mà hoàn toàn chịu lụy quyền lực của tội lỗi, ở dưới quyền lực của tội lỗi, tức là khi chúng ta không làm được điều mà chúng ta làm, và đó là cái quyền lực của tội lỗi, nó khống chế chúng ta. Có lẽ nhiều khi chúng ta nói rằng mình cũng muốn nói tốt hơn chút xíu, muốn làm tốt hơn chút xíu, nhưng chúng ta không làm được bởi vì có một quyền lực là khống chế chúng ta. Cho nên khi Phaolô nói như vậy để bảo rằng người Do Thái hay không Do Thái đi chăng nữa, tất cả tội lỗi đều đè nén trên họ. Và nếu quý vị để ý câu cuối, câu số 19, ở trong câu số 19 thì chép như thế này: và chúng ta biết rằng những điều mà luật pháp nói là nói cho những kẻ dưới luật pháp, hầu cho miệng nào cũng ngậm lại và cả thiên hạ. Nếu quý vị thấy cái chữ đó rằng cả thiên hạ đều nhận tội trước mặt Đức Chúa Trời. Vậy thì người Do Thái hay không Do Thái, người Việt hay người Mỹ, người châu Á hay là người châu Mỹ, tất cả đều phạm tội, tất cả đều phải nhận tội trước mặt Đức Chúa Trời. Và câu số 20, câu số 20 nói rằng vì chẳng có một người nào bởi việc làm theo luật pháp mà được xưng công bình trước mặt Đức Chúa Trời, vì luật pháp chỉ cho người ta tội lỗi. Và đọc từ cuối, từ phần giữa của đoạn 1 cho đến phần câu số 20 của đoạn 10 Roma đoạn 3, chúng ta sẽ thấy rồi tất cả mọi sự đều phạm tội, tất cả mọi người đều hư mất, và bản án của Đức Chúa Trời dành cho người là người là một cái điều khủng khiếp, là điều kinh sợ, và điều đó là cái điều không thể nào tránh trốn tránh được. Tuy nhiên là một điều chúng ta sẽ thấy từ câu 21 trở đi. Nếu quý ông bạn xem, có một chữ xuất hiện trong câu 21. Nếu quý ông bạn cho em thấy trong đó thì có một chữ rất là quan trọng trong câu 21, khi mà nói rằng những điều trước câu 21 nói về những cái lời lên án, những cái điều nguy hiểm, những cái điều kinh khủng, thì cái chữ đầu tiên của câu 21, cái chữ đó là chữ nhưng. Một những cái chữ rất là quan trọng ở trong cái phần này, nhưng hiện bây giờ. Nhưng đó là một giới từ báo tin rằng những điều sắp nói ngược lại với những điều trước đó. Những điều sắp nói đó là nó khác cái phần trước đó. Chữ nhưng, các bạn quý vị nghe chữ này, ví dụ như thế này: quý vị chạy xe trên đường, chạy xe trên đường mà chạy quá nhanh, bắt đầu cảnh sát tắng lại, rồi bắt đầu họ đem vào trong cái chỗ này, họ nói rằng
Đáng lẽ tôi cho cô một cái ticket. Nghe là sợ rồi, nhưng quý vị nghe chị nhưng là nghe khỏe rồi phải không? Tức là đáng lẽ có cho cái ticket đó là nặng, nhưng mà nhưng đó là khỏe rồi. Hoặc là nó bây giờ đáng lẽ anh nó đáng lẽ tôi cho anh vào tù, nhưng nghe chữ nhưng đó là khỏe, bởi vì mình biết rằng mình sẽ không vào tù. Anh phải trả cái nợ này lớn lắm, nhưng cái chữ nhưng đó nó luôn luôn là một cái tin tốt mà đi sau những cái điều mà chúng ta biết rằng cái tình trạng của chúng ta. Hoặc là bảo rằng là anh làm ăn thế này là anh không thể nào được lên lương, nhưng từng đó thôi là đủ rồi. Những cái chữ nhưng như vậy nó cho con người hy vọng. Và trong trường hợp cái chữ nhưng của Rôme đoạn 3 câu 21 cũng nói lên điều đó, cho chúng ta hy vọng. Đoạn 3 câu 21, tôi đọc lại: nhưng hiện bây giờ sự công bình của Đức Chúa Trời mà luật pháp và các đấng tiên tri đều làm chứng cho đã bày tỏ ra ngoài luật pháp. Tức là đây là cái chữ nhưng quan trọng, thưa quý ông bà anh chị em. Luật pháp của Chúa và cách sống của mọi người, Phao-lô tuyên bố rằng cả đều phục dưới quyền của tội lỗi. Cả người Do Thái là người ngoại bang, cả người Việt và người Mỹ, thậm chí những người đi nhà thờ hay những người không đi nhà thờ, tất cả đều bị hình phạt. Một bức tranh như vậy đen tối, nhưng khi chữ nhưng nó là một điều hy vọng nhen lên cho mọi người, và trong đó có tôi và quý ông bà anh chị em. Thật sự ra tất cả chúng ta đều ở trong tình trạng của câu 20 trở về trước. Nhưng cảm ơn Đức Chúa Trời là cái chữ nhưng đó, là Chúa nói rằng nhưng bây giờ sự công bình của Đức Chúa Trời, sự công bình mà đáng lẽ hình phạt chúng ta đó, mà luật pháp và các đấng tiên tri đều làm chứng cho đó, đã bày tỏ ra ngoài luật pháp. Tức là gì? Câu số 22. Câu số 22 nói như thế này: tức là sự công bình của Đức Chúa Trời bởi sự tin đến Đức Chúa Giêsu Christ cho mọi người nào tin chẳng có phân biệt gì hết. Đây là một cái giải thoát, rằng khi chúng ta ở trong cái tình trạng đó thì sự tin vào Đức Chúa Giêsu nó là một cái sự giải thoát. Tôi đọc lại cái câu là sự công bình của Đức Chúa Trời là gì? Tức là cái sự công bình đó, đáng lẽ ra là sự công bình đó thì chúng ta phải chết, chúng ta phải bị hình phạt, chúng ta phải bị hư mất đời đời, nhưng mà ở trong Chúa, khi chúng ta tin đến Chúa đó thì không băng phân biệt người nào hết. Khi chúng ta tin đến Chúa đó, đó là cái chữ nhân này xảy ra, rằng khi chúng ta tin đến Chúa Giêsu Christ, điều này cho tất cả mọi người. Tôi đọc lại phần sau rằng cho người nào tin chẳng phân biệt gì hết, chẳng phân biệt người Việt hay người Mỹ, chẳng phân biệt là người lớn tuổi hay người nhỏ tuổi, chẳng phân biệt người mới qua Mỹ mấy chục năm hay người mới qua Mỹ, nó chẳng phân biệt những người Việt hay những người mà đi nhà thờ lâu hay người mới đi nhà thờ, chẳng phân biệt gì hết, miễn là chúng ta đặt lòng tin nơi Chúa. Như tôi chia sẻ với quen bạn chị em từ đầu giờ, ở trong phòng khi tôi dạy giáo lý buổi sáng hôm nay, có một số các em, một vài em thì đi nhà thờ, tôi nghĩ đó là cũng phải là 7-8 năm nay rồi, trước khi tôi đến đây. Và đi nhà thờ rồi. Một số em thì còn mới đi thời gian gần đây thôi. Một số em thì lớn lên trong gia đình mà có cha mẹ tin Chúa. Một số em thì cũng tương đối là mới. Nhưng mà điều quan trọng là thế này: bản thân các em, chính cá nhân các em đó, khi chúng ta ở trong nhà thờ, đi nhà thờ trong gia đình của một tín hữu, điều đó không bảo đảm cho người đó được cứu cho đến bao giờ chính cá nhân đó, như câu 22 rằng bởi tin đến Đức Chúa Giêsu Christ. Cho nên chúng ta cảm ơn Chúa, và ở trong một cái tình trạng mà đen tối của mọi người như vậy, chúng ta chỉ làm mỗi một điều đó là đặt lòng tin nơi Chúa Giêsu. Thì Kinh Thánh nói rằng chúng ta được giải thoát khỏi cái tình trạng của đoạn Roma đoạn 1 câu 18 cho đến câu đoạn 3 câu số 20. Cho nên đó là good news, đó là tin mừng, đó là tin lành, đó là phúc âm, và phúc âm đã bao gồm mỗi một người trong chúng ta. Hãy hiểu điều này là không phải đây là chỉ là giáo lý dù Kinh Thánh dạy, nhưng mà quý ông bạn cho em thấy rằng nó trực tiếp đến con người của chúng ta, nó trực tiếp đến linh hồn của chúng ta, cuộc đời của chúng ta. Bởi vì chúng ta tin đến Chúa, chúng ta đáng lẽ chúng ta phải bị hư mất, nhưng tin đến Chúa chúng ta được giải cứu, chúng ta thấy mình mà một phần ở trong đó. Cho nên chúng ta đã từng thất bại, có lẽ chúng ta biết điều đó. Chúng ta từng sống trong tội lỗi, chúng ta không biết Chúa, hoặc ít nhất chúng ta đến nhà thờ, chúng ta tự phụ, chúng ta đạo đức giả, chúng ta sống bên ngoài, chúng ta đáng chết. Nhưng tôi rất là thích cái câu Kinh Thánh này: cảm ơn Đức Chúa Trời, bởi vì nhưng hiện bây giờ sự công bình của Đức Chúa Trời mà luật pháp bày tỏ ra thì đã làm chứng cho chúng ta. Đó là một cái câu mà đáng cho chúng ta suy nghĩ, đáng cho chúng ta nhớ.
Ở trong Kinh Thánh rất là nhiều chữ nhưng. Chữ nhưng rất là đáng giá trị. Cái chữ nhưng ở trong Giăng nhất, Giăng đoạn 1 câu 12: nhưng hễ ai tiếp nhận Ngài. Quý ông bà anh chị em có chữ đó không? Okay, rất là nhiều chữ nhưng như vậy. Cho nên mỗi lần quý ông bà anh chị em đọc ra những bức tranh đen tối của Kinh Thánh mà tới chữ nhưng, nó thấy rằng cảm ơn Đức Chúa Trời, bởi vì có một cơ hội cho chúng ta. Cảm ơn Đức Chúa Trời, chữ nhưng đó đã đem đến cho chúng ta ánh sáng, hy vọng rằng chỉ bởi tin Đức Chúa Giêsu chúng ta được giải cứu. Cho nên đây là điều mà chúng ta phải làm. Hãy cảm ơn Chúa. Hãy nhớ cái ngày mà quý anh chị em mở lòng tiếp nhận Chúa. Đó là ngày vô cùng quan trọng. Hãy, đó là một ngày đáng nhớ. Thậm chí trong nhiều trường hợp nó đáng nhớ hơn cả ngày sinh của mình. Nó đáng nhớ hơn cả cái ngày cưới của mình. Bởi vì cái ngày đó nó đem chúng ta từ cái chết qua sự sống. Vì ngày đó nó, chúng ta được Chúa công bố rằng mình được tha tội. Ngày đó chúng ta được Chúa công bố rằng mình làm con của Đức Chúa Trời. Hallelujah, cảm ơn Đức Chúa Trời. Không quý ông bà anh chị em, hãy cảm tạ Chúa vì điều đó. Hãy nhớ vào cái khoảnh khắc đó. Và chúng ta nói rằng, nhưng Đức Chúa Trời đem chúng ta từ bóng tối qua sự sáng là như vậy. Và chúng ta vẫn còn hy vọng. Right? Điều thứ hai mà tôi, cái câu hỏi thứ hai mà tôi nhắc với ông bà anh chị em đó là, vậy thì miễn phí hay không miễn phí? Tất cả chúng ta đều biết thế này. Ở trên mạng, và đặc biệt giấy gửi đến nhà, mail đến nhà hoài, cái mà tiếng Mỹ thường sợ là hidden cost, là cái đồ mà bây giờ mình làm mọi sự này kia, bảo rằng làm cái này khác, nhưng mà có những cái chi phí tiền bạc nó bị giấu đó, tức là không nhìn ra, nhưng mà khi mình làm mình ký xong rồi bắt đầu nó lòi ra đó, là hidden cost. Có rất là nhiều chúng ta sợ bởi vì nghe nói vậy nhưng mà cuối cùng không phải vậy. Rồi nhiều người đã sập bẫy, ví dụ nhân dở tới nhà bảo rằng là nếu mà ký cái giấy này, nếu mà mua cái này thì được cái này, lợi cái này. Chúng ta ký giấy mua xong rồi cuối cùng nó đã gửi về đầy nợ hết trơn, có ai bị sập bẫy đó chưa? Tôi không biết, là tôi nhớ rằng hồi tôi mới Mỹ, đến Mỹ khoảng chừng 1-2 năm vậy đó, mấy anh mà tới Mỹ 1-2 năm để ý cái này. Đến Mỹ 1-2 năm, có một lần nó gửi tới tôi một cái bì thư rất là đẹp. Nó có vẻ khẳng là rất là kỹ, và ở chung quanh nó có bậc hoa văn mà bảo rằng tôi ngày hôm đó sẽ có người đến trước nhà tôi và gõ cửa, tôi sẽ nhận được một số tiền. Lúc bây giờ thì không có internet, trong bây giờ nhiều chỉ yếu là qua mail thôi. Bảo rằng tôi nhận được một số tiền là mấy chục ngàn đó, mà nó chắc chắn lắm, thấy cái tờ giấy nó mạ vàng được, ngon lành lắm. Tôi mới lén lén tôi giữ kỹ trong túi tôi, bỏ trong hộp tủ, và để cái ngày tôi có một bì thư kèm theo, tôi ghi cái bì thư đó gửi trở lại, và nó gửi trở lại cái sau đó nó đúng cái ngày đó giờ đó. Thế là ngày hôm đó để một ngày, lấy một ngày nghỉ đi làm ở nhà, đợi hoài không thấy ai đến hết. Tôi không biết quý vị biết điều đó không, mình bắt đầu mình không biết có nên kể cho người khác mình quê không có thiệt, hay là nó tìm không ra nhà mình mất bao nhiêu tiền, đáng lẽ mình nhận rồi. Nhưng mà tôi sau đó tôi mới biết là nhiều người kể câu chuyện cũng tương tự, nhưng mà nhiều người còn đi xa hơn là phải trả trước một số tiền để có thể đưa cho họ, để cho người họ đem tới họ lấy. Ví dụ như bây giờ anh muốn lấy số tiền đó thì anh phải trả số tiền khoảng chừng 50-30 gì thôi, thì anh thấy lấy được nhiều ngàn. Và chính vì vậy cho nên nhiều người nghĩ rằng mình tưởng ngon nhưng mà mua rồi về xài đã đời rồi, bây giờ giấy nợ nó gửi tới bên ngã ngửa. Chúng ta thường là bắt đầu sợ rằng nói miễn phí mà không miễn phí. Quý ông bà anh chị em, tôi có cái tấm hình này, hình này bốn cái hình luôn, tôi không biết cái quý ông bà anh chị em sẽ thấy nếu ông trời bằng kỹ thuật cho lên cái hình này lên được trên bảng. Đó là thế này: free meal, free car, free home, free house and free cruise. Tôi thấy nhiều cái bảng free như vậy. Miễn phí có thật không? Ai có được nhận được cái gái miễn phí như thế này không? Thật ra đó, khi mà tôi thấy đây là một cái điều mà khi chúng ta đọc những vấn đề này hoặc là ở trên mạng mà quý vị nhìn thấy, bắt đầu chúng ta ngờ vực, có free không ta? Và chúng ta nghĩ rằng chắc không free đâu. Meal free tức là bữa ăn free thì có thể, nhưng mà làm gì mà có chiếc xe free, làm gì có nhà free, làm gì có nhiều cái chuyến mà đi du lịch free. Và từ đó nhiều người nghĩ rằng có lẽ có một cái bẫy nào phía sau đó, cho nên khiến nhiều người ngại ngùng về cái chữ miễn phí hay không miễn phí. Tôi biết một điều thế này, một số những người mà Việt Nam mới qua hoặc là về sau, là có một vài người Việt Nam chúng ta nói chung đó, gặp một điều đó là khi mà chúng ta muốn gặp họ, chúng ta thấy họ mới qua hoặc mà mới đến khu xóm, chúng ta muốn làm quen hoặc giúp đỡ này kia, có nhiều người bắt đầu ngại ngùng,
mời tới nhà ăn thì hoàn toàn là free, thì dĩ nhiên chúng ta mời đến nhà ăn, nhưng mà nó không biết có chuyện gì đấy không, bắt đầu mình làm gì đây. Ví dụ chúng ta đến nhà chơi, bắt đầu tỏ ra nghi ngờ. Có bạn chị em gặp cảnh đó chưa? Và điều đó xảy ra là tại vì nhiều người nghĩ rằng điều đó có phải thực sự là miễn phí hay không, hay có một điều gì đó chúng ta sẽ bị người ta họ lấy lại một cách này cách khác. Câu chuyện của chúng ta như thế này, khi mà tôi nói đến miễn phí hay không, những người Phaolô bảo thế này ở trong Rôme đoạn 3 câu 21 câu 22 rằng chỉ bởi tin Đức Chúa Giêsu, điều đó cho tất cả mọi người thì người đó được xưng công bình. Và câu 23 nói rằng vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Rôme đoạn 32 câu 23 là một trong những câu kinh thánh quan trọng cho biết rằng dù là Đức Giáo Hoàng, dù là Tổng thống, dù là mục sư, dù là một tín hữu lâu năm, tất cả mọi người đều đã phạm tội. Và đây là một những câu kinh thánh quan trọng, và tất cả mọi người đều hiểu điều đó. Nhưng mà về sau đó thì sao? Vì sao đó nói, nhưng mà làm thế nào? Và ở trong phần trên thì bảo rằng khi mình tin Chúa Giêsu đừng được giải thoát. Và có thể chúng ta có thể hình dung đại khái như thế này: sau khi tin Chúa, những người đã tin với Chúa Giêsu, họ biết rằng mình phạm tội, mình chỉ tin Chúa thôi sao? Sau khi tin Chúa thoát khỏi hình phạt, họ vào bên trong cái cánh cửa của sự cứu rỗi, yên tâm. Nhưng bây giờ họ nhìn lại, tại sao có chuyện tốt như thế này? Làm thế nào có cái chuyện tốt là mình là phạm bao nhiêu tội mà bây giờ chỉ cần tin thì được vào bên trong cánh cửa thoát khỏi hình phạt? Chuyện tốt này tại sao xảy ra? Vậy có ai trả cho điều này không? Hay rồi tôi phải chịu và trả nợ sao? Và vì vậy cho nên Phaolô giải thích ở trong câu 24, và chúng ta sẽ thấy câu 24, câu 25, câu 26 là những lời giải thích của Phaolô về việc làm thế nào để chúng ta có thể có được điều đó. Nó thực sự là miễn phí hay không miễn phí? Ở trong câu 24 chép rằng thế này: họ, tức là những người mà tin đó, nhờ ân điển Ngài mà được xưng công bình. Nhưng không, chữ nhưng không, quý bạn chị em hiểu chữ này phải không? Chữ xưa rồi đó, chữ ngày hôm nay gọi là còn miễn phí đó, tức là không phải trả gì hết, no charge. Tôi đọc lại: họ nhờ ân điển Ngài mà được xưng công bình, nhưng không, bởi sự chuộc tội đã làm trọn trong Đức Chúa Jesus Christ, là Đấng Đức Chúa Trời đã lập làm của lễ chuộc tội bởi đức tin trong huyết Đấng ấy. Ngài đã bày tỏ sự công bình mình như vậy vì bà đã bỏ qua các tội phạm trước kia, tức là Ngài bỏ qua các tội phạm của chúng ta. Trong câu số 26, trong buổi Ngài nhịn nhục, tức là Ngài đã tỏ ra sự công bình Ngài trong thời hiện tại, còn tỏ mình ra là công bình và xưng công bình kẻ nào tin đến Đức Chúa Giêsu. Đọc ba câu đó để chúng ta thấy một điều như thế này, quý ông bà, anh chị em, rằng chúng ta chỉ có thể tin Chúa, và sự công bình của mà chúng ta nhận được từ Chúa đó là một sự công bình miễn phí. Tức là nhưng không là miễn phí, no charge với tôi. Khi tôi tiếp nhận Chúa bởi ân sủng của Chúa, tôi được Đức Chúa Trời kể tôi là công bình, nghĩa là sạch trắng tất cả những tội của tôi. Thế thì tôi có làm gì không? Không, tôi không làm gì hết. Điều đó có nghĩa là tôi nhận miễn phí. Và có bao giờ nhiều người bảo rằng làm sao dễ vậy? Người ta tu cả đời, từ nhỏ tới lớn mà vẫn cảm thấy mình không sạch tội. Các anh đó thì chỉ cần nhắm mắt cúi đầu quỳ xuống nói một vài câu thì xong. Anh có anh trả điều gì? Đó là miễn phí hay sao? Thực sự là thế này, quý ông bà, anh chị em, điều quan trọng là yes, miễn phí với tôi, miễn phí với tất cả quý ông bà, anh chị em. Tất cả chúng ta đến tiếp nhận Chúa, điều đó là miễn phí với chúng ta. Nhưng nó không miễn phí với Chúa, nghĩa là phải trả một điều gì đó. Nếu ai đó mà, ví dụ quý ông bà, anh chị em bảo rằng một cái chỗ nào đó họ có một bữa ăn miễn phí, chúng ta đến đó chúng ta ăn miễn phí, nghĩa là chúng ta không trả đồng nào hết. Nhưng mà điều đó không có nghĩa là nó là miễn phí. Có một người nào đó đã trả. Nếu chúng ta nhận một chiếc xe, chúng ta nhận một cái nhà, nhận cái gì để mà quý ông bà anh chị em nghĩ đó là miễn phí, sự thật đó là có người khác đã trả. Miễn phí với mình nhưng không miễn phí với người khác. Và vì vậy cho nên sự chuộc tội mà chúng ta nhận đó là miễn phí với chúng ta, nhưng nó không miễn phí đối với Chúa. Quý ông bà anh chị em hiểu điều đó không? Có một cái giá nào đó đã trả.
Có ai đó đã trả chứ không phải là không. Cho nên nếu ngày hôm nay mà chúng ta làm bất kỳ điều gì xảy ra trong cuộc sống này, yes, ở Mỹ chúng ta có một câu rồi, nothing is free. Yes, nothing is free là điều đúng. Nhưng mà chúng ta đi mọi nơi chúng ta thấy nhiều cái free. Thế thì what is free? Là tại vì có ai đó đã trả. Vì vậy đối với sự ân sủng của Chúa cũng y như vậy, rằng khi chúng ta tiếp nhận Chúa, chúng ta không phải làm gì, nhưng Chúa đã làm điều gì đó cho chúng ta. Và ở trong câu Kinh Thánh nó bảo rằng sự chuộc tội đã làm trong Đức Chúa Giêsu Christ. Sự chuộc tội đã làm trọn trong Đức Chúa Giêsu Christ. Ở trong câu số 24 tôi đọc lại câu 24 phần sau đó rằng cả câu rằng họ, tức là chúng ta là những người mà nhờ ân điển Chúa đó được xin công bình, nhưng không đó, thân bình miễn phí đó, bởi sự chuộc tội đã làm trọn trong Đức Chúa Giêsu Christ. Nói cách khác, Chúa đã trả giá cho chúng ta. Vậy Ngài trả thế nào? Ở trong câu số 25, trong câu số 25 thì nói rằng là đấng được Đức Chúa Trời đã làm lập làm của lễ chuộc tội bởi đức tin. Làm của lễ chuộc tội. Của lễ chuộc tội là gì? Trong Kinh Thánh, ở trong Cựu Ước, trong Lê Vi Ký đoạn 16 hoặc là nhiều phần Kinh Thánh bảo rằng thế này: khi một người phạm tội thì người đó phải trả giá cho tội mình. Và điều đó là fair, là đó là rất là công bình, tất cả tất nhiên. Và vì vậy cho nên ngày xưa đó là quyết định là khi một người phạm tội thì đây là cái cách người đó được tha tội. Người đó phạm tội thì người đó phải dắt một con chiên, một con bò, một con sinh tế nào đó đem đến thầy tế lễ. Và khi thầy tế lễ bảo rằng tất cả những tội lỗi của người đó đặt trên con vật đó, và con vật đó bị giết, bị che chẻ ra và đặt trên bàn thờ để dâng lên, thì chính cái người đó mới được tha tội. Nói cách khác là phải có một người nào đó trả, và thay vì có một người nào trả thì cái sinh tế đó đã trả cho cái người phạm tội đó. Và điều đó nó áp dụng trong trường hợp này khi bảo rằng Đức Chúa Giêsu là của lễ chuộc tội, có nghĩa là có một Ngài phải chịu chết cho chúng ta. Khi chúng ta phạm tội thì huyết của Chúa Giêsu, sự chết của Chúa Giêsu trả thay tội cho chúng ta. Cho nên Chúa Giêsu là sinh tế đó ngày hôm nay cho chúng ta. Và cái sinh tế đó là Ngài là của lễ, huyết của Chúa Giêsu đã rưới lên bàn thờ để tôi và quý ông bà anh chị em được sạch tội. Cho nên ngày hôm nay chúng ta nghĩ rằng tôi trước mặt Đức Chúa Trời chúng ta là tội nhân, nhưng chúng ta cảm ơn Chúa trước mặt chúng ta Đức Chúa Trời chúng ta được sạch tội. Không phải tại chúng ta mình bây giờ mình làm tốt chút xíu, mình làm mọi việc nó mình nói nó đàng ăn nói đàng hoàng hơn chút xíu thì mình được không phạm tội. No. Tất cả chúng ta đều phạm tội trước mặt Đức Chúa Trời. Nhưng nếu ngày hôm nay chúng ta được kể là mình được không phạm tội, là tại vì Chúa đã chết thay cho chúng ta, huyết của Chúa đã rưới trên bàn thờ để trả giá cho chúng ta. Và đó là giá cứu chuộc Đức Chúa Giêsu đã trả. Vậy thì miễn phí hay không miễn phí quý ông bà anh chị em? Miễn phí với chúng ta và không hề miễn phí với Chúa. Và cái giá của bà trả đó rất là lớn trong Chúa Giêsu. Nếu quý ông bà anh chị em lưu ý hai chữ, tôi muốn đây là một phần nó rất là quan trọng mà tôi nghĩ rằng tất cả con cái Chúa cần phải hiểu biết. Hai cái chữ quan trọng mà chúng ta sẽ học với nhau hôm nay đó là cái chữ xưng công bình. Nếu quý vị để ý đó, chỉ mấy câu cuối của đoạn 3 này thôi, mấy câu Kinh Thánh này thôi, rất là nhiều lần lặp lại chữ xưng công bình, xưng công bình, xưng công bình. Ví dụ như câu 24, câu 24 hoặc là câu 26 hoặc là câu 28 hoặc là câu 30, nhiều lần nhắc lại chữ xưng công bình. Xưng công bình nghĩa là gì? Xưng công bình là một cái từ pháp lý quan trọng công bố rằng một người phạm tội đã trả xong tội đó. Ví dụ như bây giờ tôi đi xe bị tôi chạy speeding ticket và cuối cùng mà cảnh sát phạt tôi 300. Và dĩ nhiên trong trường hợp mà tôi không trả tiền thì tôi sẽ bị bỏ tù. Nhưng mà bây giờ tôi là người, tôi không có tiền để trả nhưng người khác trả cho tôi. Thì khi mà người khác trả cho tôi thì họ công bố rằng tôi không còn phạm tội nữa, bởi vì có người khác đã trả cho tôi rồi. Và ở trong trường hợp này thì Chúa đã trả thay cho chúng ta rồi. Cho nên khi mà chúng ta gọi là xưng công bình, tức là một cái từ pháp lý mà Đức Chúa Trời bảo rằng tôi đáng lẽ phải trả cho cái tội của tôi, nhưng Chúa đã trả cho tôi rồi. Vì vậy cho nên tôi được xưng công bình. Tôi không là tội nhân trước mặt Đức Chúa Trời nữa. Cho nên khi Kinh Thánh nhắc lại nhiều lần xưng công bình, xưng công bình, xưng công bình, đó là bởi vì chúng ta không còn là tội nhân trước mặt Đức Chúa Trời. Và đó là chữ xưng công bình. Và để ai là người trả nợ cho chúng ta? Chúng ta đều biết, nói lại lần nữa là Chúa Giêsu đã trả. Và Chúa Giêsu trả bởi cái chết của Chúa Giêsu để chúng ta được xưng công bình. Cái chữ thứ hai đó là cái chữ chuộc lại, mà ở trong bản câu 24 đó, sự chuộc tội redemption, tức là redemption, sự chuộc lại đó là có nghĩa là nó là một cái từ thương mại.
là khi một người ngày xưa đó, và ngày hôm nay cũng có nhiều trường hợp như vậy, ngày xưa đó khi mà một người làm ăn thất bại, cho nên bây giờ mình bán hết tài sản, bây giờ mình không có tiền để có thể nuôi vợ nuôi con, bây giờ vợ mình đau bệnh thì bây giờ không biết cách nào, thì mình tới với một cái người giàu, nhà giàu, mình bán mình cho người đó để có thể lấy tiền và nuôi người vợ, để có thể chữa lành cho người vợ. Vừa khi chữa lành người vợ xong, mình trở nên nô lệ với người đó. Cho đến bao giờ có một người đem một số tiền trả cho mình thì mình mới thoát cái cảnh nô lệ. Ngày hôm nay tôi biết một điều đó là thế này. Có khá nhiều người mà cái nô lệ thời đại của chúng ta. Ngày hôm qua tôi đọc một bài viết, có một số người ở tại Ấn Độ, một số những công nhân làm nghề nuôi tầm tơ đó, ở tại Ấn Độ. Khi người ta cũng làm cái cảnh như vậy, khi người ta mắc nợ thì người ta trả nợ, thì người ta vào làm ở với ông chủ đó. Và làm, nếu trong trường hợp số nợ càng nhiều thì làm càng lâu, cho đến bao giờ có một người trả một số tiền xong thì người đó mới thoát ra, còn không người đó làm suốt đời là nô lệ. Người Việt của chúng ta, điều này xảy ra trong nhiều nơi. Thậm chí có một số người Việt tìm cách đến cho được nước Mỹ, đi những cái đường khác nhau. Khi đến đây thì được hứa hẹn rất là nhiều, khi lấy hết hộ chiếu, lấy tất cả các giấy tờ tùy thân và đẩy người đó vào làm một số các công việc, ví dụ như tại đây hoặc là tại Anh Quốc chẳng hạn, khi người ta trồng cần sa. Và nhiều cái cảnh như vậy khiến người ta hoàn toàn mất cái quyền của cá nhân mình, cho đến bao giờ, tại vì khi một chuyến đi như vậy là khó tốn khoảng chừng 50,000 đô la. Thì bao giờ người đó làm đủ cái số tiền đó thì người đó thoát được cái cảnh đó, là người ta hành hạ, người ta tìm một cách để bóc lột mình trong cái thời gian đó. Cái cảnh đó là cái cảnh nô lệ. Vậy thì thế này, nếu trong trường hợp một người phải bỏ ra 50,000 đô la để đến được nước Mỹ hoặc đến được một nước châu Âu nào đó và sống như vậy, nhưng mà trong thời gian người đó bị nợ, cho nên người ta mất tất cả các quyền, mất cả giấy tờ, cho nên người ta sống và cuối cùng làm hằng học ngày đêm để lấy lại cho được đủ số tiền, cái người nào đem qua đó chứ bao giờ đủ số tiền đó. Bây giờ nếu có một người đến đó mà sống như vậy, thì đang như vậy, thì có một người khác biết rằng phải đủ 50,000 đô la mới có thể chuộc người đó ra được, và một người khác đem cái số tiền đó, tôi trả cho cái người mà chạy những cái đường dây đó, hoặc là làm cách nào đó để đem người này qua. Khi trả 50,000 xong thì cái người đó mới thoát khỏi cảnh nô lệ. Tôi nói điều đó để nói một điều, cái hình ảnh, để diễn giải một điều, đó là hình ảnh là khi một người phạm tội ở dưới quyền của tội lỗi, nó khống chế người đó cho đến bao giờ có một số tiền, có một cái điều gì đó để chuộc lại khỏi tình trạng nô lệ của tội lỗi cho người đó. Và cái giá để mà trả đó là quyết là mạng sống của Chúa Giê-xu cho chúng ta. Cho nên tất cả chúng ta đều ở trong cái tình trạng đó. Có thể chúng ta không giống như những người mà tôi vừa kể, điều đó đúng. Nhưng mà tất cả chúng ta đều ở cái tình trạng tội lỗi nó khống chế, nó bắt nạt chúng ta. Cho nên quý ông bà, anh chị em, Chúa đã trả nợ cho chúng ta bằng mạng của Chúa, sự sống của Chúa, bằng huyết của Chúa đã trả cho chúng ta. Vậy thì một lần nữa, có miễn phí hay không miễn phí? Nói cách khác, có tốn kém, có tổn hại cho ai đó không? Yes, không tốn kém tổn hại cho chúng ta, nhưng nó tốn kém tổn hại cho Chúa chúng ta. Chúng ta nhận miễn phí, nhưng Chúa thì đã trả giá cho chúng ta. Giá trị của một vật tùy thuộc vào cái số tiền mà trả cho vật đó. Ví dụ như vừa rồi tôi thấy trên một cái bài viết, một cái bài viết tĩnh nguyện của vị mục sư ông Jim Dennison. Ông bảo rằng là có một bức tranh người ta bán đấu giá 12 triệu đô la của thủ tướng Anh đó. Thì ông bảo rằng ông ước gì ông mua được cái bức tranh đó, tại vì nó có một cái giá trị rất là lớn. Người ta trả giá 12 triệu đô la để lấy một bức tranh. Vậy thì cái giá trị của bức tranh đó bao nhiêu? 12 triệu đô la. Như vậy cái giá trị bức tranh đó rất là có giá trị, là dựa vào cái số tiền trả cho bức tranh đó. Chúng ta biết bức tranh đó có giá trị. Chúng ta, tất cả những người mà không biết gì về nghệ thuật, về lịch sử nghệ thuật, chúng ta không biết có cần hay không mua làm chi vậy. Bức tranh nào cũng như bức tranh nào, muốn thì chụp hình rồi đem ra
phùa đem ra in rồi chúng ta treo lên cũng vậy thôi, có khác nhau gì đâu. Nhưng mà sự gì chúng ta biết bức tranh đó có giá trị là tại vì cái số tiền trả cho bức tranh nó lên tới hàng chục triệu đô la. Thế thì bây giờ thế này, quý ông bà, anh chị em, giá trị của một vật tùy thuộc vào giá đã trả cho vật đó. Thế thì cái linh hồn của tôi và linh hồn của quý ông bà, anh chị em, nó có giá trị đến độ Chúa phải trả bằng mạng sống và bằng huyết của Chúa. Và chúng ta mới thấy rằng cái giá trị linh hồn của chúng ta rất là lớn, rất là cao sâu. Các anh chị em có thấy giá trị đó không? Khi chúng ta được cứu bởi một giá rất là lớn. Thật ra tôi cũng không hình dung ra điều này. Tôi không biết. Mình nghĩ là mình cũng là người phàm trần thế này, sống thế này. Mình có lúc thì lên lên xuống xuống, có lúc vui, lúc buồn, lúc hư, lúc nên. Nhưng mà tôi không ngờ rằng cái linh hồn của tôi nó lớn đến cái độ bằng một cái giá rất là lớn như vậy. Và không bao giờ chúng ta ý thức được rằng linh hồn của chúng ta có một giá trị lớn như vậy. Chúng ta thấy có một giá trị cứu chuộc lớn để trả chúng ta một cách vô cùng lớn lao như vậy. Điều đó đáng để cho chúng ta biết ơn Chúa. Và chúng ta trân trọng sự cứu rỗi, trân trọng linh hồn, trân trọng đời sống tâm linh của chúng ta. Có bao giờ quý ông bà, anh chị em quên điều đó không? Nếu mỗi lần quên, hãy nhớ lại cái giá mà chúng ta đã được chuộc, thì chúng ta sẽ cảm ơn Chúa và chúng ta thấy rằng đó là điều vô cùng lớn lao, chúng ta đáng phải cảm ơn Ngài. Tôi đến câu hỏi thứ ba và là câu hỏi chót của tôi. Đó là chúng ta làm gì sau khi chúng ta được xưng công bình? Thực ra thì Phaolô sau khi ông nói điều đó xong, từ câu 24 đến câu 25, 26, thì ông bảo đây là một điều hoàn toàn chúng ta nhận được. Sau đó thì ông nói rằng vậy thì sự khoe mình ở đâu? Câu 27 đã bị trừ bỏ rồi. Khoe mình tức là sự khoe mình của người Giu-đa về luật pháp đó. Bởi luật pháp nào? Bởi luật pháp việc làm chăng? Nó không có cần thiết nữa. Bởi vì đây là luật pháp của đức tin. Vì sao? Ở trong câu 28, vì chúng ta được kể rằng người ta được xưng công bình bởi đức tin chứ chẳng phải bởi việc làm của luật pháp. Một lần nữa, tôi với ông bà anh chị em là được xưng công bình là không phải là chúng ta làm gì tốt hết đó, mà tại vì chúng ta đã được xưng công bình bởi đức tin nơi Chúa. Câu 29, hay là Đức Chúa Trời chỉ là Đức Chúa Trời của người Giu-đa sao? Chẳng phải là Đức Chúa Trời của người ngoại sao? Câu 29 ông hỏi lần nữa, ông trả lời rằng không, Đức Chúa Trời cũng là của người ngoại nữa. Và câu 30, vì chỉ có một Đức Chúa Trời là đấng làm cho kẻ chịu các bì được xưng công bình bởi đức tin, cũng làm cho kẻ không chịu các bì được xưng công bình bởi đức tin. Tức là it's no matter what, Do Thái không quan trọng. Điều quan trọng là người ta tin Chúa và tất cả mọi người được Đức Chúa Trời xưng là công bình. Và câu 31, vậy chúng ta nhân đức tin mà bỏ luật pháp hay sao? Vậy thì bây giờ thế này, tôi tin Chúa rồi, như vậy là luật pháp có cần không? Kinh Thánh cần không? Tôi tin Chúa, tôi nghe là Chúa cứu tôi rồi thì cần gì cái chuyện đó nữa? Ông nói no, chẳng hề như vậy. Trái lại, chúng ta phải làm vững bền luật pháp. Vững bền luật pháp là gì? Vững bền luật pháp là sống theo dạy sự dạy dỗ của luật pháp. Thực ra luật pháp đó nó không cứu được chúng ta, nhưng mà luật pháp chỉ cho chúng ta. Kinh Thánh bảo rằng luật pháp chỉ ra rằng chúng ta phạm tội, luật pháp chỉ là chúng ta phải sống như thế này, luật pháp chỉ chúng ta sống theo khác. Và đó là cái luật pháp giống như thầy giáo vậy đó. Và một khi chúng ta đã được Chúa cứu rồi, điều quan trọng của một con cái Chúa là đừng tự nghĩ rằng mình đã được cứu, đã có chiếc vé vào thiên đàng rồi chúng ta sống sao cũng được. Nhiều khi chúng ta bảo rằng ồ như vậy xong rồi chúng ta sống sao cũng được. Nhưng mà thưa quý ông bà anh chị em, hãy sống theo lời Chúa dạy với lòng biết ơn Chúa của chúng ta, rằng chúng ta đã được chuộc, được xưng, đã Đức Chúa Trời đã xưng công bình cho chúng ta. Vậy thì cái sự cứu chuộc, tôi trở lại với cái câu hỏi của tôi từ đầu giờ, đó là vậy thì sự cứu chuộc đáng giá bao nhiêu? Phải trả bao nhiêu để chúng ta được sự xưng công bình? Phải trả mạng sống Chúa, giá trị bằng huyết báu của Chúa. Giá cao đó khiến cho chúng ta trở nên có giá trị. Cho nên khi là con cái của Đức Chúa Trời, quý ông bà anh chị em, khi chúng ta làm một điều sai, chúng ta lăn vào làm một cái cuộc làm ăn hoặc bất kỳ một cái toan tính nào đó, nhơ nhớp nào đó, hãy nhớ rằng chúng ta là con người có giá trị. Chúng ta là con người mà Đức Chúa Trời đã mua bởi huyết của Ngài. Vì vậy cho nên điều quan trọng của chúng ta đó là không phải chỉ được cứu rồi chúng ta sống cho mình, nhưng hãy sử dụng thân thể của chúng ta. Tôi đọc ở câu trong Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 6 câu 20 mà chúng ta đọc từ đầu giờ đó. Kinh Thánh chép như thế này: vì chân anh em đã được chuộc bằng giá cao rồi,
Một lần nữa Chúa chuộc chúng ta bằng giá rất là cao. Vậy hãy lấy thân thể mình mà làm sáng danh Đức Chúa Trời. Và đây là lời kêu gọi rằng Đức Chúa Trời đã chuộc chúng ta. Giá trị của sự cứu rỗi của Chúa cao lắm cho chúng ta. Điều chúng ta phải làm là điều gì? Chúng ta tiếp nhận Chúa và được điều đó, và được sự cứu rỗi. Nhưng mà phần còn lại cuộc đời của chúng ta, Phaolô kêu gọi rằng hãy lấy thân thể, tức là cuộc sống của chúng ta, lời nói của chúng ta, cách ứng xử của chúng ta, thân thể của chúng ta, con người của chúng ta, làm sáng danh Đức Chúa Trời. Chúng ta không trả gì hết, nhưng bây giờ chúng ta làm con của Đức Chúa Trời. Xin Chúa giúp cho tôi và quý ông bà, anh chị em mỗi ngày của chúng ta hãy bày tỏ Chúa, sáng danh của Đức Chúa Trời qua đời sống, trong đời sống của chúng ta. Cho nên khi chúng ta sống, lời nói của chúng ta, hành vi của chúng ta, một sự ứng xử nào của đời của chúng ta làm mờ đi sự vinh hiển của Chúa trên đời sống của chúng ta, hãy nhớ lại rằng chúng ta được Đức Chúa Trời cứu bởi giá rất lớn, thì hãy sống vì sự sáng danh Đức Chúa Trời. Quý ông bà anh chị em thấy mình giá trị không? Quý anh chị em thấy mình đáng để có thể sống cho sự sáng danh Đức Chúa Trời không? Cầu xin Đức Chúa Trời ngài giúp chúng ta biết được giá trị lớn lao mà sự cứu rỗi của Chúa, sự cứu chuộc của Chúa đã ban cho chúng ta, để chúng ta có thể sống một cuộc đời làm sáng danh Đức Chúa Trời. Amen quý ông bà anh chị em. Chúng ta cùng cầu nguyện với nhau. Tôi mời mọi người cùng đứng lên và chúng ta cầu nguyện.